công nghiệp Tân Đông Hiệp B do công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp làm chủ đầu tư, có diện tích 142,3 ha, tọa lạc tại trung tâm thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nằm trong vùng tứ giác phát triển bậc nhất của cả nước về kinh tế xã hội. Cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ gần sân bay, bến cảng rất thuận tiện cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B là khu công nghiệp tập trung đa ngành nghề, trong đó ưu tiên thu hút các ngành nghề thân thiện với môi trường, các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ tiên tiến, giảm sức lao động cho con người và hiệu quả kinh tế cao. Nơi đây tập trung 80 doanh nghiệp với khoảng 12.000 người lao động, duy trì sản xuất theo phương án 3 tại chỗ nhằm duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa trên thị trường. Đây là nỗ lực hết sức to lớn của tập thể các cán bộ, công nhân viên đang hoạt động tại đây. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tại công văn số 4597 trên UBND-VX ngày 11 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp, chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B đã thành lập trạm y tế lưu động có quy mô 8 phòng với 10 giường bệnh lưu trú. Nơi đây được đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của các cán bộ, công nhân viên trong khu công nghiệp. Đặc biệt với đầy đủ các khu vực từ tiếp nhận, sàng lọc, thăm khám và điều trị nhằm kịp thời phát hiện, truy vết, sàng lọc và điều trị các ca bệnh COVID tại đây. Đối với những bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến nặng, công ty liên kết với phòng khám đa khoa An Sài Gòn tại 195 đường DT743, phường Tân Đông Hiệp, cách khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B chưa đầy 1 km nhằm xử lý kịp thời việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân khi phát hiện nhiễm COVID cũng như một số bệnh khác. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, chúng ta cần phải có những phương án sống chung với dịch bệnh. Do đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID của tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thành lập các trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm để kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và phục hồi lại nền kinh tế. Nhằm kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh nhân khi nhiễm COVID, trạm y tế khu công nghiệp Tân Đông Hiệp tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiếp nhận bệnh nhân. Ngoài ra, trạm y tế còn liên kết với phòng khám để chuyển bệnh nhân khi cần. Mục đích của trạm y tế khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B là để lo sức khỏe cho công nhân viên khu công nghiệp B trong cái tình hình dịch hiện tại, để hoạt động sản xuất cho các khu công nghiệp là vừa để sản xuất mà vừa để chăm sóc sức khỏe cho cái công nhân viên được tốt hơn, để cái sự sản xuất nó được liền mạch và để phát triển kinh tế của đất nước. Với những sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, đặc biệt là sự ra đời của trạm y tế lưu động nơi đây, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và điều trị COVID cho toàn thể cán bộ, công nhân viên nơi đây, đáp ứng liền mạch sự hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp nhằm phục vụ tối đa nhu cầu hàng hóa trên thị trường.